Hi everyone, welcome back. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Thầy An. Today, we are going to study Unit 3, Music, Student Book, Global Success, Grade 10. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi vào bài 3, chủ đề Music, âm nhạc, sách tiếng Anh lớp 10, Global Success. Lesson 3, Language. Bài học hôm nay của chúng ta sẽ là phần 2, phần Language. Now, are you ready? Let's get started. First, we have some vocabulary. Đầu tiên chúng ta sẽ có một số từ vựng nha. We have singer, ca sĩ, program, chương trình, common, tính từ phổ biến, careful, tính từ cẩn thận, relax, động từ thư giãn, perform, động từ trình bày thể hiện, attract, động từ thu hút, decide, động từ quyết định. Ok, famous, tính từ nổi tiếng, artist, danh từ nghệ sĩ, enjoy, động từ thích, friendship, danh từ tình bạn, latest, gần đây nhất, tính từ received, động từ nhận được ở dạng quá khứ. Ok, comment, bình luận, và ở dạng số nhiều chúng ta sẽ thêm s và chúng ta sẽ đọc là comments. Ok, những cái lời bình luận. Musician, nhạc sĩ, perform, động từ biểu diễn, judge, danh từ giám khảo, audience, danh từ khán giả, talented, tính từ tài năng, singer, đĩa đơn. Right? Jazz, nhạc jazz, style, phong cách, lối. Okay. Ticket office, phòng vé, fall asleep, buồn ngủ, band, ban nhạc, concert, buổi hòa nhạc, live concert là buổi hòa nhạc trực tiếp, the late 1960s là vào cuối những năm 1960, the late 1960s vào cuối những năm 1960. Ok. Rồi trong phần pronunciation, trong phần phát âm, các bạn lưu ý đối với những từ mà có hai âm tiết, nếu là danh từ hoặc là tính từ thì thường trọng âm nó sẽ rơi vào âm tiết đầu tiên. Đối với những từ có hai âm tiết mà là động từ, thường trọng âm của nó rơi vào âm tiết thứ hai. Các bạn lưu ý ha. Rồi, thứ hai ta qua phần ngữ pháp, compound sentences, câu ghép. Câu ghép là gồm hai hay nhiều mệnh đề độc lập được ghép bởi một liên từ kết hợp. Liên từ kết hợp, liên từ nối ở đây đó là gì? And, or, but, so. And có nghĩa là và, or có nghĩa là hoặc, but có nghĩa là nhưng, so có nghĩa là vì vậy. Ok. Rồi điểm ngữ pháp thứ hai đó là các bạn lưu ý một số động từ theo sau có dạng nguyên mẫu có to như là gì? Decide, expect, plan, want, promise, agree, hope, hesitate, ask, advise. Đây là một số những cái động từ theo sau nó có dạng nguyên mẫu có to. Decide to do something, quyết định làm gì. Expect to do something, mong ngóng, tin điều gì đó sẽ xảy ra. Plan to do something là có kế hoạch làm gì. Want to do something là muốn làm gì. Promise to do something là hứa làm gì. Agree to do something là đồng ý làm gì. Hope to do something là hy vọng làm cái gì đó. Hesitate to do something, do dự làm cái gì đó. Ask to do something là xin phép ai làm cái gì đó. Advise someone to do something, khuyên ai làm gì đó. Ok. Bên cạnh đó chúng ta cũng có một số động từ theo sau có dạng nguyên mẫu không to như là gì? Make, let, hear, notice. Okay. Sau những cái động từ này thì sau đó nó có dạng động từ nguyên mẫu không to. Make someone do something, bắt ai đó làm gì. Let someone do something, để ai đó làm việc gì. Hoặc là một số những động từ tri giác như là hear, see, smell, feel, notice, watch, nghe, thấy, ngửi, cảm nhận, chú ý, xem, đúng không? Đây là những cái động từ tri giác, và thường sau những cái động từ tri giác thì sẽ là động từ nguyên mẫu không to. Ok, nếu mà kiến toàn bộ cái gì đó đang diễn ra. Và các bạn lưu ý những cái động từ này nó có hai trường hợp nhé. Một là nguyên mẫu không tu, hoặc là theo nó sẽ là có dạng ing, có dạng động từ thêm in. Ok, thì cái này các bạn chỉ cần nhớ vậy thôi ha. Chúng ta sẽ giảng kỹ về phần này trong những bài học tiếp theo. Ok, good work. Các bạn có thể ghi thêm một số động từ, ngoài những cái động từ theo sau là có dạng nguyên mẫu có to và dạng nguyên mẫu không to, thì chúng ta cũng có một số động từ theo sau có dạng là thêm in, như là hate, like, dislike, love, enjoy, avoid, finish, mind, postpones, practice, consider, delay, Danny, suggest, risk, keep, imagine, fancy. Đây là những động từ theo sau sẽ có dạng thêm in. Thì các bạn xem thêm. Alright. Pronunciation. Stress in two-syllable words. The first part is pronunciation. Chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên, phần phát âm, trọng âm cho những từ có hai âm tiết. 1. Listen and repeat. Pay attention to the stressed syllable in each word. Trong phần này chúng ta sẽ nghe và lặp lại. Hãy chú ý đến những âm tiết được nhấn trọng âm của mỗi từ. Here is some tip. Và các bạn lưu ý ở đây chúng ta sẽ có một số mẹo. Most two-syllable nouns and adjectives have stress on the first syllable. Đa phần thì những từ có hai âm tiết là danh từ và tính từ thì trọng âm nó được rơi vào âm tiết đầu tiên. Most two-syllable verbs have stress on the second syllable. Đa phần những từ có hai âm tiết là động từ thì trọng âm của nó rơi vào âm tiết thứ hai. Ok. Now, listen together. Track 19, Unit 3, Music. Page 29, Language. Pronunciation. Stress in two-syllable words. Activity 1. Listen and repeat. Pay attention to the stressed syllable in each word. Stress on the first syllable. Singer. Program. Common. Careful. Stress on the second syllable. Relax. Perform. Attract. Decide. Ok, như vậy cột đầu tiên là trọng âm nhấn vào âm tiết đầu tiên. Cột thứ hai là trọng âm nhấn vào âm tiết thứ hai. Thì các bạn để ý, ở cột đầu tiên, trọng âm nhấn vào âm tiết đầu tiên thường là từ đó là danh từ hoặc là tính từ. Singer, ca sĩ là danh từ. Program, chương trình là danh từ. Common, tính từ chung. Careful, tính từ cẩn thận. Ok, như vậy đối với những từ có hai âm tiết mà là danh từ, tính từ thì trọng âm nó thường rơi vào âm tiết đầu tiên nhé. Và cột thứ hai chúng ta thấy relax, động từ. Perform, động từ. Attract, động từ. Decide, động từ. Đây là từ có hai âm tiết là động từ thì trọng âm của nó sẽ rơi vào âm tiết thứ hai. Ok, good work. Now let's move on to the next part. 2. Listen and mark the stressed syllables in the words in bold. Trong phần hoạt động số 2, chúng ta sẽ nghe và đánh dấu trọng âm vào những từ được gạch chân. Now, listen together. Track 20, Unit 3, Music. Page 29, Language. Pronunciation. Stress in two-syllable words. Activity 2. Listen and mark the stressed syllables in the words in bold. 1. She is a famous artist. Famous artist. Okay. She is a famous artist. Cô ấy là một nghệ sĩ nổi tiếng. 2. I enjoy his songs about friendship. I enjoy his songs about friendship. Okay, tôi thích những bài hát của cậu ấy về tình bạn. 3. Their latest show received a lot of good comments. Their latest show received a lot of good comment. Okay, a lot of good comment. Chương trình biểu diễn gần đây nhất của họ nhận được nhiều bình luận. Chương trình gần đây nhất của họ đã nhận được rất nhiều bình luận. Tốt, okay. So let's see. Good word. Famous. Tính từ trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên. Artist là danh từ có hai âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên. Enjoy, động từ có hai âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết thứ hai. Friendship là danh từ có hai âm tiết, trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên. Latest là tính từ, trọng âm rơi vào âm tiết đầu tiên. Receive, comment tương tự. Ok, như vậy là gì? Famous, artist, enjoyed, friendship, latest, received, comment. Okay, good, great. Now let's move on to the next part. Vocabulary. Music. The second part is vocabulary. Music. Chúng ta sẽ đi vào phần 2, phần từ vựng về âm nhạc. Alright. 1. Match the words with their meanings. Activity 1, match the words with their meaning. Chúng ta sẽ nối những từ sau đây với nghĩa tương ứng của nó. Okay, number one, perform. Perform, what does that mean? To dance, sing, or play music in order to interest or please people. Perform tức là biểu diễn, tức là gì? Nhảy, hát, chơi nhạc để mà thu hút cũng như làm hài lòng ai đó. Okay, tức là nhảy, hát, chơi nhạc để mà gây hứng thú cũng như làm hài lòng ai đó. Okay, now number two, judge. What does it mean? A person who decides on the results of a competition. Judge ở đây là một người quyết định kết quả của một trận đấu. Như vậy đó là gì? Ban giám khảo, right? Ban giám khảo là người đưa ra quyết định kết quả của một cuộc thi. Number three, audience. Does mean the people who watch, read or listen to the same thing. Audience tức là gì? Là những người mà cùng xem, đọc hay là nghe cùng một thứ gì đó. Gọi là gì? Audience, khán giả. Right? Talented. Talented. That means having a natural ability to do something well. Having a natural ability to do something well. Tức là có một cái khả năng tự nhiên để làm một cái gì đó giỏi, mà có thể là không cần qua trường lớp. Ok, một khả năng trời ban, trời phú. Ok, gọi là gì? Talent, tài năng. Tài năng tức là có một khả năng tự nhiên để làm cái gì đó tốt. Ok, and number five, single. And the last one, a music recording that had one song. Single ở đây là một cái bản nhạc được ghi âm mà chỉ có một bài hát. Như vậy gọi là gì? Đĩa đơn. Ok, single ở đây có nghĩa là đĩa đơn, là gì? Một bản nhạc được ghi âm chỉ có một bài hát. Alright, okay, good work. Now let's move on. 2. Complete the sentences using the words in one. Activity 2. Trong phần hoạt động số 2, chúng ta sẽ hoàn tất những câu sau sử dụng những từ trong phần 1. Những từ trong phần 1 là những từ gì? Perform, judge, audience, talented, singer. Okay? Okay? So number one, he has a nice voice and he is a musician. Talented, right? He has a nice voice and he is a talented musician. Cậu ấy có một giọng hay và cậu ấy là một nhạc sĩ tài năng. Number two, the TV show attracted of more than 5 million. Chương trình truyền hình thu hút hơn 5 triệu khán giả, audience. The TV show attracted an audience of more than 5 million. Chương trình truyền hình thu hút hơn 5 triệu khán giả. And number three, have you heard the new single? Have you heard the new single? Bạn đã nghe cái đĩa đơn mới của họ chưa? And number four, she was invited to be in a popular TV talent show Cô ấy được mời để trở thành trong một chương trình tài năng truyền hình nổi tiếng. Girl, right? She was invited to be an judge in a popular TV talent show. Cô ấy được mời để trở thành giám khảo cho một chương trình tài năng truyền hình nổi tiếng. Number 5, many famous artists decided to at the charity concert. Các nghệ sĩ nổi tiếng, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng quyết định perform at the charity concert. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng quyết định biểu diễn ở các buổi hòa nhạc từ thiện. Okay, good work. Now let's move on to the next part. Grammar. Compound sentences. Now let's move on to the third part, grammar. Chúng ta sẽ cùng nhau di chuyển qua phần 3, phần ngữ pháp, grammar. Compound sentences, các câu ghép. Now let's see. Remember, a compound sentence consists of two or more independent clauses joined by a coordinating conjunction, like and, or, but, or shall. Okay. Câu ghép là gồm hai hoặc là nhiều mệnh đề độc lập nối lại với nhau bởi liên từ kết hợp hay gọi là liên từ nối. And or but shall. Okay. Example, it was raining but they still went to the outdoor show. Trời thì mưa nhưng mà họ vẫn đi đến buổi biểu diễn ngoài trời. Okay. Trời thì mưa nhưng họ vẫn đi đến buổi biểu diễn ngoài trời. Okay, good work. Make compound sentences using the correct conjunctions in brackets. Trong phần này chúng ta sẽ tạo ra những câu ghép bằng cách sử dụng các liên từ kết hợp trong ngoặc. Okay. Chúng ta sẽ tạo ra các câu ghép bằng cách sử dụng các liên từ kết hợp trong ngoặc sao cho đúng. Okay. Now number one, I am a Jack fan. I am a Jack fan. Tôi là fan hâm mộ của nhạc Jack. My favorite style is from the late 1960s. Và cái thể loại yêu thích của tôi là đến từ cuối những năm 1960. Ở đây ta có hai liên từ kết hợp and có nghĩa là và, but có nghĩa là nhưng. Như vậy ở đây chúng ta sẽ sử dụng and, right? I am a Jack fan and my favorite style is from the late 1960s. Tôi là fan hâm mộ. Tôi là một người fan hâm mộ nhạc Jack và cái thể loại yêu thích của tôi là đến từ cuối những năm 1960. Okay, good work. Now number two, Jason wants to go to the music festival on Saturday. He has a math exam on that day. Jason muốn đi đến lễ hội âm nhạc vào thứ Bảy. Cậu ấy có một bài kiểm tra toán vào ngày đó. Như vậy hai mệnh đề đối ngược. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng liên từ bad. Jason wants to go to the music. Jason wants to go to the music festival on Saturday, but he has a math exam on that day. Jason muốn đi đến lễ hội âm nhạc vào thứ Bảy, nhưng cậu ấy có bài kiểm tra toán vào ngày đó. Okay, good work. And number three, you can book the tickets online. You can buy them at the stadium's ticket office. Bạn có thể mua vé online. Bạn có thể mua chúng ở phòng bán vé sân vận động. Như vậy là đưa ra sự chọn lựa, đúng không? Hoặc là mua ở này, hoặc là mua ở kia. Như vậy chúng ta sẽ sử dụng or. Chúng ta sẽ sử dụng liên từ or. You can book the tickets online or you can buy them at the stadium ticket office. Bạn có thể mua vé online hoặc bạn có thể mua chúng ở sân vận động, ở phòng vé ở sân vận động. Okay, good work. And number four, the concert didn't happen. We stayed at home. Buổi hòa nhạc đã không xảy ra, chúng tôi ở nhà. Đã đưa ra nguyên nhân kết quả đúng không? Như vậy chúng ta sử dụng so. The concert didn't happen, so we stayed at home. Buổi hòa nhạc đã không diễn ra, vì thế chúng tôi đã ở nhà. Okay, good work. Now let's move on to the next part. Grammar. to infinitives and bare infinitives. Chúng ta sẽ đi vào điểm ngữ pháp thứ hai, to infinitives and bare infinitives. Động từ nguyên mẫu có to và động từ nguyên mẫu không to. Okay. Now remember, some verbs are followed by to infinitives such as decide, expect, plan, want, promise, agree, hope, hesitate, ask. Một số động từ theo sau sẽ có dạng nguyên mẫu có to như là động từ decide, động từ expect, động từ plan, động từ want, động từ promise, động từ agree, động từ hope, động từ hesitate, động từ ask. Okay. Some verbs are followed by bare infinitives such as make, let, hear, notice. Một số động từ theo sau sẽ có dạng nguyên mẫu không to như là động từ make, như là động từ let, hear, notice, etc. Vân vân. Ok. Các bạn lưu ý ha. Một số động từ theo sau sẽ có dạng nguyên mẫu có to như là, và một số động từ theo sau có dạng nguyên mẫu không to như là. Ok, thì cái phần này các bạn nhớ học thuộc. Ok. Complete the following sentences using the to infinitive or bare infinitive of the verbs in brackets. Trong phần này chúng ta sẽ hoàn tất những câu sau sử dụng dạng động từ nguyên mẫu có to hoặc là động từ nguyên mẫu không to cho những động từ trong ngoặc. Ok. Number one, her fans plan her a surprise present on her birthday. Fan hâm mộ của cô ấy lên kế hoạch gửi cho cô ấy một món quà đặc biệt vào ngày sinh nhật của cô ấy. Như vậy là sau động từ plan sẽ có dạng to infinitive. Như vậy ở đây sẽ là to send. Her fans planned to send her a surprise present on her birthday. Fan hâm mộ của cô ấy đã lên kế hoạch gửi một món quà đặc biệt vào ngày sinh nhật của cô ấy. And number two, their performance was so boring that it made us fall asleep. Như vậy sau động từ make sẽ có dạng bare infinitive, động từ nguyên mẫu không to. Như vậy ở đây sẽ vẫn là fall asleep. Their performance was so boring that it made us fall asleep. Buổi biểu diễn của họ thì quá nhàm chán, nó khiến chúng tôi buồn ngủ. Okay. And number three, due to the bad weather, the band decided they like concerts. Do thời tiết xấu, ban nhạc quyết định. Như vậy sau động từ decide sẽ có dạng to infinitive. Như vậy ở đây sẽ là to delay. Alright, due to the bad weather, the band decided to delay their live concert. Do thời tiết xấu, ban nhạc quyết định hoãn buổi hòa nhạc trực tuyến của họ. Okay, do thời tiết xấu, ban nhạc quyết định hoãn buổi hòa nhạc trực tiếp của họ. Okay. And number four, her parents won't let her see TV show. Sau động từ let sẽ là có dạng bare infinitive. Như vậy ở đây sẽ là watch. Her parents won't let her watch the TV show. Bố mẹ cô ấy sẽ không cho cô ấy xem những chương trình truyền hình như vậy. Bố mẹ cô ấy sẽ không cho cô ấy xem những chương trình truyền hình như vậy. Ok, let someone do something. Để cho ai làm việc gì. Ok, decide to do something, quyết định làm việc gì. Make someone do something, bắt ai đó làm việc gì. Plan to do something, có kế hoạch làm việc gì. Ok, các bạn lưu ý ha, các bạn học thuộc phần này nhé. Ok, so now we start here. Thank you so much for your listening. See you next video. Bye. Như vậy là chúng ta kết thúc bài học tại đây nhé. Cô xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Goodbye and see ya.